Tôi coi trong camera là con Du với đại ca đang rượt một con nhái. Không biết nó chạy ở đâu. Nó coi camera thấy con nhái chạy mà vô đây là không thấy luôn. Đố mọi người con nhái đang nằm ở đâu? Nhìn xem. Nó thấy gì chưa? Ở trong góc đó. Còn cái thúi nó thấy con nhái nằm trong góc rồi nó cố tình nó chặn ngang. Kiểu như không cho mấy con này bắt nhái nha bà con. Con nhái thì mấy con mèo bắt, còn con cóc thì nó không bắt. Rồi đi ra đi. Rồi né ra đi, né ra, ta bắt con này đi nè. Ta bắt nó ra. Cút. Hết vậy kìa. Đó, thấy không? Nó nhìn thấy con nhái chui vô. Nè nè, lại đây. Mày cứu con nhái này đúng không? Đó, nó nhìn thấy con nhái gọi kìa. Nghe bà con. Chứ mấy con mèo gớm con này là không bao giờ ngồi giữa vô đâu. Nhái hàng cóc. Sao con này không có giống cái con của hổm gì? Mà ngổ lắm. Cóc nhái cứ nhảy vô đây hoài. Mà cóc thì mấy con mèo nó không làm gì. Mà con nhái là mấy con mèo nó hay chụp hay này hay nọ lắm. Bắt tay luôn đi, không có giấy luôn. Ôi, ghê chưa, ghê chưa. Đừng có phóng, đừng có phóng. Hấp nhớt á, trời. Tôi nghe nói mấy con này cần phải có nước nó mới thở được đúng không? Mà sao con hồi bữa nó khác, con này khác? Nó khô queo rồi con ơi. Rồi đi ra, đừng có dãy. Quý, lùm hoa tử. Nè, mày giỏi mày gượt coi. Nè, gượt đi. Gượt. Đem ra nghe Khế. Trời ơi, Khế giỏi lắm nha bà con. Khế là cứu nhiều động vật lắm đó nha. Nó giỏi lắm đó. Nè, thử nàng cái đi. Chứ con Khế mà không chặn lại, mình mà không thấy camera chắc con này nó cũng bị bụi. Mấy mèo nó giỡn, nó giỡn á. Rồi, đem ra ngoài nha. Chà, bữa nay không khí lạnh bắt đầu tới chỗ này rồi. Chỗ mọi người có lạnh không vậy? Chờ bước ra đây là thấy lạnh nha bà con. Coi có xù lông lên không. Lạnh rồi. Tối nay phải kéo cái màn vô thôi. Con quỷ nhỏ này. Á mày. Nó tối ngủ là đưa cái này cho nó. Còn chưa ngủ là không có đưa đâu. Ờ đúng rồi, tôi mới mua dây thần. Nó dành tôi cột cái này nè. Cột cho nó đứng lên. Chứ để cái này nằm ở trong hả, nó kéo làm sao mà cái này đè lên thao cát luôn. Để lấy dây thần vô cột. Dây thần mua ở nhà sách pha ha sa. Một cuộn như vậy biết nhiêu tiền không? 6.000. 6.000 là mắc hay ghẻ. À giỡn đi. Trời ơi khoái lắm. Tại vì cái dây này là dây nó cạo móng mà. Ủa cái gì vậy? Lại có thêm con nhái nữa hả? Sao bữa nay nhái nhiều dữ thần vậy trời? Ê, con này nó màu khác bà con ơi. Con nhái hồi nãy nó không có sọc, còn con này nó có sọc. Mà tay chân của nó kìa. Giống con nhái bữa hổm, nhưng mà con nhái bữa hổm cái chân của nó giống như là có màng giới. Còn con này không có. Ủa sao mà nhiều loại dữ vậy trời? Con này tôi thấy nó hơi ghê. Mình phải kiếm giải bắt nó mới được. Hy sinh bộ đồ của đứa nào không biết. Biết sao nó ghê không? Tôi thấy tay chân của nó dài thòn. Nó dài mà kiểu như nó sẽ bám mình dữ á. Nó còn bắt nó bám vô cái tay mình, nó còn nổi da gà. Rồi, xong rồi. Dính rồi. Trời, nó nhóc nhỏ. Rồi, nó luồn lách giống như con rắn vậy bà con ơi. Rồi. Mềm xèo. Rất là mềm. Công dữ như trời. Vô đây lấy dây thừng với lấy cái kéo để bắt thêm con này ra. Nhìn cái gì? Hả? Muốn bắt không? Đập mày đi giường. Đó, tay chân của nó dài thòn à. Trời ơi. Thấy chưa? Con này là con nhái hay là con gì vậy bà con? Sao nhái nó có nhiều loại quá ha. Hôm gà tôi gặp hình như là 3-4 loại nhái rồi đó. Này chắc là con bồ tọt hay nương đúng không? Mà quên cho nó miếng nước. Đó. Cho nước gần gần xung quanh chán lên người của nó thôi. Tôi có hỏi mọi người á, mọi người nói con này cần chút xíu nước. Mình không biết bỏ vô thao nó có thở được hay không gì, cho vậy đi. Rồi ok. Đi vô. Để kiểm tra thêm lần nữa coi còn con cóc con nhái nào ở đây hay không. Muốn kiểm tra dễ lắm. Nhìn con mắt con đại ca nó đảo đi đâu. Nó ghê lắm nha, nó biết mình vô mình sẽ lấy con này con kia đi ra ngoài. Nó đảo chỗ nào thì con đó chỗ đó nha quý vị.
Nó đang đảo lên trên trần, đang nhìn thằng Lằn. Cái thúi, nhiều khi nó canh con nào mà trốn ở đâu thì nó sẽ nằm nó che lại. Cái thúi đúng là con này, nếu con này là người chứ nó có căng tu nha bà con. Cứu giúp động vật rất là nhiều. Con gắn cũng cứu. Hồi đó con gắn cổ đỏ, trời ơi, tôi đâu biết nó là gắn độc đâu bà con. Nó vô trong nhà này nè, con khế lấy tay khiều khiều vô cái mỏ của nó. Mà tôi coi trên mạng có một con mèo cũng gặp con gắn đó, bị con gắn đó cắn chết queo luôn. Nghe nói cái răng nanh ở trong của nó có nọc độc dữ lắm. Mà con quỷ này dám khiều mỏ người ta, khiều cổ người ta. Nó đuổi con gắn nha bà con. Kiểu như nó đuổi ra ngoài để cho không cho mấy con này bắt. Mà không có đuổi được, rồi tôi mới là túm con gắn nó ra ngoài luôn. Con gắn cổ đỏ có quay ở trên YouTube mà tôi không nhớ video nào. Nhiều quá không nhớ. Như là kêu gắn học trò hay gắn gì đó. Để tôi kiếm lại coi, nếu có tôi sẽ đẩy lên lịch. Mà chắc kiếm không ra đâu. Nhiều quá. Cây kéo đâu rồi trời. Đang ở trong nhà dưỡng lão kiếm cây kéo. Đây quý vị coi, hai ngày nay cho mấy con mèo già ngủ trong nhà dưỡng lão. Dòi đi vô. Không, khế dòi nhọn đi vô. Mấy đứa nhỏ không có vô. Dòi nhọn. Khế, đại ca ra ngoài. Đại ca đi ra không? Khế, đại ca đi ra. Vô đi ra, khế biểu. Rồi, đủ. Đủ. Thấy không? Biết, rất là biết chuyện. Tại sao tôi ít cho mấy con mèo trong đây? Tại vì ở trong này nó kiểu như nó kín hơi đó. Và cho ở trong này mình phải để thao cát ở đây. Mà con nào ỉ một cái là nó thúi bùm cái phòng. Ôi trời trời. Ê, mày lương thiện mà Khế. Tại sao nhìn thấy thằng Lằn là chụp hả mày? Ờ đúng rồi, nó cứu con nào cứu nha. Mình nhìn thấy thằng Lằn với cái bản năng làm mèo của nó vẫn chụp nha quý vị. Vừa chụp mà vừa chửi luôn. Thấy thằng Lằn với thấy người là nó chửi. Nó lương thiện mà cũng không lương thiện. Tại sao tôi không mở cửa sổ? Buổi tối mà mở cửa sổ đi, con này con kia bay vô dí mấy đứa này. Không mở được. Mà ở trong này kín quá, để cái thao cát nó ỉa cái mùi. Cái mùi giả man lắm. Bây giờ bà hổm tôi hỏi mọi người có nên khoét cái lỗ này ra, làm một cái chỗ cho nó đi vệ sinh không? Mà đã xây cái tường rồi khoét thì nó vô duyên lắm. Do đó cứ cho tụi nó ở ngoài. Ở trong này trừ khi nào xì chết quá hay là cần 1-2 ngày nghỉ ngơi thì cho vô đây thôi. Lâu lâu vô đây kiểu như được nghỉ dưỡng, mà vô hoài là không có ổn. Trừ khi nào mình canh 24/24, ỉa một cái là mình hốt ra ngoài, ỉa một cái hốt ra ngoài hả? Mà cái này chưa có rảnh. Ủa gì vậy? Thôi thôi, quýt đi ra ngoài. Mày vô mày phá cái gì? Nó chứ hai con này có thể vô được. Nhưng mà thôi, cho tụi nó không gian nghỉ ngơi. Rồi bây giờ là cắt dây thừng, đo cái chỗ này sao. Lấy tại cái này. Chứ không có cọng dây nó cứ kéo cái này. Nó đè lên cái này xẹp xuống quay. Nhiều chuyện. Vậy đi. Trời ơi, cái kéo bén dễ sợ. Đó. Vậy là vừa ha, trừ hao nha, trừ hao dây đó có gì cột lại. Dạ. Cái tán mày đi giận mày. Rồi, để vô. Bất giỡn nha. Rồi mình sẽ để cho nó như vậy. Có gì cho nó đu lên vẫn được. Tập hát nút luôn. Hát nút nó sống được với tụi nó chứ không hát nút nào nha. Từ nay nào dẻ muốn lên đây nằm thì nó sẽ leo lên hả? Muốn lên đây nằm thì phải leo lên nhúng trên này. Nhưng mà nằm vậy thì nó không có được thẳng lưng. Nó giống như nằm võng vậy đó. Thôi mình hạ xuống chút xíu ta. Thôi chắc phải hạ xuống quá. Nằm vậy là nó sẽ bị cong người chứ nó không được thẳng lưng. Hoặc là cho nó nằm trên này đi, nếu nó muốn thẳng lưng thì nó xuống đây nó nằm. Trời ơi. À, đây. Hay sao? Cũng êm đúng không? Nằm lâu là cái lưng sẽ cong. Mà rất là gọn. Chứ để xuống á, nó leo đây nó nằm nè. Nó cứ đè cho cái nhà sập lép hoài à. Nói chung thiết kế cái này rất là hay nha bà con. Thí nghiệm trước đi. Rồi có gì tính sao. Dây còn rất là nhiều nha. Cho mày phá thoải mái.
6.000 một cuộn đó con. Ok. Cái nhà trọ giờ biến thành cái võng rồi. Có tối có lạnh thì chung lên. Mọi người thấy tôi nên treo cao như vậy hay là treo thấp xuống? Nếu mà treo thấp xuống thì nó nằm sẽ được thẳng lưng hơn, mà nó sẽ có cơ hội trèo lên đây, nhấn xuống. Nhưng mà chắc cũng nhấn không được đâu. À, nó sẽ trèo lên, nó cạp cọng dây nha bà con. Xong, treo thấp chút xíu nữa cho nó nằm là vừa đủ thẳng lưng, chỉ hơi cong cong chút xíu thôi, không có cong lưng như hồi nãy nha bà con. Nó chui vô là nhõng nhẽo với cái nôi liền. Khoái nha. Để coi cái nồi có còn sập nữa hay không.